cái pin 10 cell là 450, còn pin 15 cell mà có 520 là pin hãng. 10 sao đủ là sao? Sẵn phổ cập kiến thức thêm cho anh em mình một ngày một chút, sẵn nhớ tới đâu thì nhớ tới đó. 10 sao đủ nghĩa là trong đây nó sẽ có một cái viên pin này là pin 21V, và trong đây á là nó sẽ có 10 viên pin. Và 10 viên pin gọi là 10 viên pin sao đủ, nghĩa là nó đủ 10 viên và 10 viên đúng. Nó có những chỗ mà gọi là hàng giả, hàng nhái, hàng đóng pin, hàng kém chất lượng á, thì nó gọi là 15 sao, 10 sao, nhưng mà trong đó nó có 2-3 sao thôi. Còn lại là những viên pin kia là viên pin giả nên là dung lượng nó không có. Còn pin hãng này là pin hãng, bên mình là bán pin hãng thôi. Pin này hoặc là pin của Đắc Tông, thấy không? Pin này hoặc là pin của Đắc Tông là những cái dòng pin giá rẻ mà nó khá ngon, ổn cho anh em mình. Thì cái pin này nè là 10 sao đủ 3A, 450.000. À, 450.000, anh em là máy cắt, máy khoan, máy mài mà anh em xài mà chân pin phổ thông á, anh em mua cái cục pin này là ok, này là pin hãng nha. Nó có một cái đế sạc cho mình, là anh em mua rồi, anh em sạc này cũng được, hoặc là anh em sạc adapter cũng được, nó có lỗ adapter cho anh em luôn. Ha. Giá cục pin là 450.000, 10 cell 3A cho anh em. 10 cell đủ nha, nó nặng chặt à. Nó khác so với cái dòng mà anh em mua cái hàng mà một bộ 700-800 ngàn hay 400-500 ngàn vậy đó, nó khác hoàn toàn. Một bộ kia cái máy pin luôn là nó bằng cục pin này thôi. Nha, định nạp của đó, anh em mua anh em xài thì nó cũng khá cầm. Cái pin này mà mình gắn vô cây quạt đó thì nó tầm khoảng 5-6 tiếng cấp độ nhỏ nhất. Rồi cấp độ mà vừa thì nó tầm khoảng 2-3 tiếng, và cấp độ lớn nhất của nó tầm 1-2 tiếng nha. Mình đang thử ha, đây là cục pin đó nè. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827-799-799 để được chính sách tốt nhất. À, nó có cục pin 15 cell nữa của Yamaha nữa, thì cái cục đó là hình như là nó mắc hơn có chút xíu à. Cái pin 10 cell là 450, còn pin 15 cell mà có 520 là pin hãng mà nó rẻ. Đây là phân khúc giá rẻ nha. Con khúc giá rẻ, anh thấy tem của nó làm đẹp lắm nè anh em, thấy không? Tem nó làm đẹp, nó chỉnh chu. Cái chung là độ hoàn thiện của Yamaha là mình đánh giá nó ok so với tầm giá nha. Nó phân khúc giá rẻ nhưng mà nó không phải là tệ, nó rẻ nhưng mà nó ngon. Còn anh em đừng nghĩ là hàng rẻ là hàng dởm đâu. Giá nó rẻ, nó đang cạnh tranh, tem bọng rồi, nó tem rồi, nó đẹp lắm. Tem đẹp lắm. Đây là 15 battery nè, là 15 cell nè. Bên này được bảo hành 6 tháng nên là anh em mình mua nó thoải mái. Xài cái máy này anh em xài cho máy mài tầm khoảng, máy này nè xài cho máy mài thì máy này đi, tầm máy mài tầm khoảng được 20 phút. Máy mài pin á, anh em gắn vô xài chắc cả đơn 20 phút. Máy mài là một cái dòng gút pin cực kỳ dữ luôn, cực kỳ nhanh luôn. 520.000 cho cục pin 4.5A và 15 cell ha, 15 cell bảo hành 6 tháng, 400.000, 450.000, nó hơn nhau gì, là hơn nhau có 70.000. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827-799-799 để được chính sách tốt nhất.